Hello, xin chào quý chú anh chị và các bạn. Thì để mở đầu cái video đăng bán ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến bà con cô bác như quý anh chị hình ảnh của tổng 4 con bò. Ở đây là trước mắt của chú anh chị và các bạn là 4 con bò này đều là 4 con bò hiện đang mang thai lứa đầu. Đây của chú anh chị và các bạn. Một số của chú anh chị và các bạn cũng thắc mắc hỏi là tại sao mà Út lại nó bán bò tơ mang thai lứa đầu không mà nó không bán mẹ con, mà nó không bán mấy con bò đẻ rồi. Đó, tại sao đa phần là em bán bò tơ mang thai lứa đầu, thì bà con cô bác anh chị chúng ta hãy đặt ra một cái vấn đề dễ nói và dễ hiểu. Ví dụ con bò tơ mang thai lứa đầu em muốn bán để làm gì? Bán thứ nhất là muốn giữ lại cái tình cảm giữa em và quý vị khán giả, cũng như là quý cô chú anh chị và các bạn đang xem cái chương trình đây. Ai có nhu cầu mua thì em cũng muốn níu lại cái tình cảm của mọi người. Là tại vì sao? Con bò tơ mang thai lứa đầu thì nó chưa đẻ lần nào, bên em sẽ không có chịu trách nhiệm về vấn đề bao lòi, đúng không? Đó là một vấn đề. Vấn đề kế tiếp là thứ hai là con bò nó chưa có đẻ thì đâu có biết nó mát sữa hay là nó nóng sữa, đúng không? Đó. Và cái thứ ba ở đây mà em muốn nói đến là những con bò mà đã đẻ rồi á, hoặc là bộ mẹ con, tại sao nó lại có giá rẻ? Không phải là nó đẻ rồi nó già mà nó rẻ đâu. Là tại vì nó đã gặp trục trặc vấn đề sinh sản nên người ta mới bán giá rẻ. Chứ không có ai tự nhiên mà một cái chén cơm đang ăn ngon, con bò nó đẻ suôn sẻ hay là nó đẻ may mắn, đẻ nhanh lẹ, nó không có ai đâu kêu bán làm gì. Trường hợp ít dữ lắm, 1%, chỉ 1% những người người ta kẹt tiền người ta bán thôi. Đấy, em nói với cô chú anh chị và các bạn. Tại vì em muốn bán cho cô chú anh chị và các bạn còn để lại cái tình cảm nên em không có bán những bò đẻ rồi. Nhiều khi trục trặc lòi lõm hay gì đó, hay nóng sữa gì đó, mọi người nói thằng Út này nó bán bò cho tôi vậy. Xin lỗi mọi người, em nghe điện thoại khách hàng cái nha. Dạ em nghe. Út ơi, cho anh hỏi gì làm ơn ông con. Cái cặp bò mà con 21 con em bán rồi nha, em bán rồi nha. Dạ 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 rồi, anh thông cảm ha. Dạ 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 dạ. Đấy, tại sao mà ẩn Út nó lại bán bò tơ mang thai lứa đầu? Là tại vì em muốn buôn bán dứt khoát, đâu đó anh chị em chúng ta còn vui vẻ gặp mặt, còn giới thiệu cho người khác nữa. Chứ để lỡ em một mai em bán cho cô chú anh chị của bạn con bò đẻ rồi, cái cô chú anh chị của bạn đem đi đồn với thiên hạ, nói Út nó bán bò lòi đó, mai mốt em đâu có bán được. Bởi vậy á, là thà là không có chứ đừng có để dính đó. Thà là em không bán những con bò đẻ rồi để khỏi mang tiếng, khỏi mất lòng giữa em và khán giả đó. Đó là những cái ý của em. Còn bà con cô bác anh chị muốn mua bò đẻ rồi hay là mẹ con gì đó tùy, nhưng mà cái đó là sẽ khiến cho em và khán giả mỗi ngày mà xa cách hơn đó. Ở đây thì trước mắt của chú anh chị và bạn là con bò cái Sinter và hiện đang mang thai lứa đầu. Con này với một cái mà vàng màu của nó rất là đẹp nha. Con này là màu đỏ mật, chân móng nè, đi đứng rất là ok, chân móng sò đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không xuống cúng xuống ruột gì hết. Chiều cao tại phía sau khu này là 1m3 và sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con này đang mang thai 6 tháng, bao chữa 6 tháng nha. Con này đang mang thai bao chữa 6 tháng, tơ mang thai lứa đầu có giá bán là 30 triệu. Kế bên có một con bò. Con này thì nó thì cũng đang mang thai lứa đầu, nhưng mà cái màu nó là màu bánh mì, chân móng đi đứng cũng hoàn thiện thôi. Con này cái vằn rúng nó ít hơn nên con này có giá bán là 28 triệu bao chữa 6 tháng luôn. Đây là những con bò tơ và hiện đang mang thai lứa đầu nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Kế bên đây là một con kem Pháp. Con kem Pháp này là con kem Pháp tơ cũng đang mang thai lứa đầu, chiều cao tại phía sau khu này nó khoảng 2m27 ha. Con này thì sái lưng, để em kiểm tra sái lưng nó nằm ở đây. Sái lưng nó nằm ở đây và mặt mày rất là ok ha. Con này là con kem Pháp cọp. Giá của nó là đang có giá bán là 25 triệu. Bao chữa 6 tháng, tơ đang mang thai lứa đầu luôn của chú anh chị và các bạn. Một mức giá phải gọi là cực kỳ yêu thương cho bà con cô bác cũng như quý anh chị. Rồi, tiếp tục nữa, tiếp tục lại là một con. Lại mà là một con bò xin với tình trạng ăn uống của nó nè. Mình có thể thấy trực tiếp rồi, không có kén ăn không gì hết. Bò này thì nói đúng ra bò này thì nó cái chiều cao của nó khoảng 1m3 bò. Con này hai sái lưng ha. Con này nó tới hai cái sái lưng. Nên cái giá trị của nó thì nó cũng hơi
nó bị kẹt cái dây rồi. À, con này hai sấy lưng nha, một sấy chính và một sấy nó hơi sụp ở dưới đây. À, nên cái giá trị của nó hơi rẻ. Con này đang hiện mang thai 6 tháng, bao chữa 6 tháng. Con này đang có mức giá bán là 24 triệu, chiều cao dao động khoảng 1m3 bò tại phía sau sân khu. Đó, đây là tất cả những hình ảnh 4 con bò mà em muốn gửi đến bà con cô bác như là quý anh chị. Đó, ai có nhu cầu chúng ta muốn mua thì cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được 4 con bò này mua về nuôi phát triển kinh tế. Từng con và những hình ảnh cận cảnh, những cái thông tin cơ bản để em đều cập nhật cho bà con cô bác anh chị rồi đây. Mọi người cứ muốn mua thì cứ liên hệ với em. Và em khuyên cô chú anh chị và các bạn như vậy. À, có em. Em khuyên cô chú anh chị và các bạn một điều như thế này. Khuyên nha. Cái này là em phải nói, đây là cái lời khuyên chân thành của em. Cái lời khuyên của em thì cô chú anh chị và các bạn, chúng ta xin mọi người dành ít phút để lắng nghe. Ví dụ bà con cô bác anh chị mua một con bò ở đâu em không biết, nhưng mà mình nên mua là nên mua con bò tơ hoặc là cái con bò tơ mang thai lứa đầu, để đảm bảo cái phần kinh tế sau này và đảm bảo cái mối quan hệ giữa cô chú anh chị và các bạn với những người người ta bán. Tại vì những người mà người ta bán á, đa phần là người ta sẽ bán vì cái lợi ích, chứ không có phải như là như em chạy tới em quay phim bán như cô chú anh chị và các bạn như thế này. Rồi thử hỏi những người mà em đã quay phim rồi, em lại em quay phim em có đòi hỏi tiền bạc gì với người ta hay không? Đó, nên em mới ngồi em khuyên cô chú anh chị và các bạn đã chưa từng mua bò và đang có ý định mua bò thì hãy nên mua những con bò tơ và hiện đang mang thai lứa đầu. Thứ nhất là con bò nó chưa có sanh đẻ thì nó sẽ không có gặp vấn đề về trục trặc sinh sản. Hiếm lắm mới có một con nó bị xa cái tử cung. Đó, khi mà mình mua mình phải kỹ. Còn những cái con bò mà đẻ rồi á, nó mang thai, mọi người đừng có ham rẻ. Em nói thiệt, ham rẻ để làm chi? Tiền nào của nấy à. Ham rẻ là về là ôm nguyên trái mền luôn. Con bò đó nó bị lòi cái tử cung. Rồi cô chú anh chị các bạn nuôi được hay không? Bán thịt 10 triệu, 9 triệu, 8 triệu, 11, 12 triệu. Cái đó còn tùy thuộc vào cái hên xui của cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà mình mua những cái con bò tơ chữa thì về nó chưa sanh đẻ thì nó đâu có lòi lú gì đâu. Những con bò đẻ rồi thì nó đã đẻ rồi, nhiều khi con bò nó nóng sữa chủ nhà người ta ghét ta bán. Đó, còn những con bò tơ nó chưa đẻ lần nào thì đương nhiên là nó chưa có nóng sữa, nó không đâu có biết được nóng sữa hay không. Đó là những cái mà em muốn tư vấn cho bà con cô bác anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ lại gần nó và cập nhật thử cái chiều cao tại phía sau khu của từng con để cho bà con cô bác anh chị người ta nắm bắt ha, rồi mình đưa ra quyết định thôi mình có nên mua hay không. Bò này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m34 nè, giá bán là 24 triệu. Con này chiều cao tại phía sau khu của con bò này là 1m24, giá nó 25 triệu. Tổng cộng 4 con bò ở đây là bao chữa hết nha, bao chữa 6 tháng hết cô chú anh chị các bạn. Có con thì chưa tới 6 tháng, có con thì 6 tháng rồi. Đó thì mình nói tròn 6 tháng vậy đi. Đây, con này tại phía sau khu của nó là 1m3. Nói chung hai con này cỡ. Và giá bán của từng con bây giờ anh xin nhắc lại nè. Con này là 30 triệu, bao chữa 6 tháng. Con này 28 triệu, con này 24 triệu. Ở 25 triệu và con cuối cùng là 24 triệu. Rồi thì con quay phim á, mai mốt con phải thấy được cái diễn viên. Con thấy mặt được diễn viên, con thấy mặt chú không? Đó, con quay vậy, con quay làm gì? Không, quay, mai mốt thấy mặt được cái người nói chuyện, đặng người ta nhìn vô mặt của chú người ta, để người ta chú tâm sự với khách hàng. Đó, chứ quay con quay cái bụng của chú không, bụng này mở. Đó, rồi bà con cô bác anh chị chúng ta cảm thấy thích muốn mua những con bò ở đây thì cứ liên hệ ngay và liền với em số điện thoại em để trong hình. Bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Thân ái kính chào.